Trong buổi tới thăm và làm việc tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội cùng Bộ Quận ủy, lãnh đạo quận 3 đã đến thăm hỏi và trao tặng hàng trăm suất quà tới người dân nghèo trong tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi túi an sinh có nhiều loại thực phẩm đủ sinh hoạt trong 7 ngày. Theo đó, các loại thực phẩm cần thiết gồm có gạo, xúc xích, nước mắm, dầu ăn, cá hộp, bắp cải, hạt nêm, đường, nước tương, đủ dinh dưỡng, chất lượng để các hộ dân có thể yên tâm ở nhà chống dịch. Những phần quà trên nằm trong chương trình quyên góp trong cộng đồng thông qua chương trình Kiên Cường Việt Nam trao tặng 2.000 túi an sinh, tổng giá trị 1 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn quận 3. Ủy ban nhân dân quận 3 cho biết, toàn địa bàn có khoảng 16.500 hộ dân khó khăn cần hỗ trợ, 400 hộ nghèo, cận nghèo đang chịu tác động của dịch Covid-19. Đối với các hộ khó khăn, quận 3 cùng các phường đã chuẩn bị những chế độ an sinh để đảm bảo chuyển tới 18.000 phần quà hỗ trợ mỗi tuần.